2021, hàng nhóm Từ Tâm cùng các cộng sự của mình đến để chuẩn bị lên xe để cùng nhau đi đến trao tiền cho em Kim Hên 45 tuổi bị u não. Cái đoạn này về coi mới nhức nhĩ nè. Cả nhà ơi, đây là em Kim Hên, Quách Kim Hên, 45 tuổi. Rồi thì hôm nay gia đình có cho em uống thuốc đồ không? Rồi có thấy đỡ gì hơn không? Dạ hả? Thuốc nam. Nay là nhóm Từ Tâm hàng cùng các cộng sự bên nhóm Từ Thiện đến đây để trao số tiền cho em Quách Kim Hên 45 tuổi ở ấp Kinh Năm Đất Sét. Em bị bệnh khối u não thời kỳ cuối. Sau đây là danh sách của Mạnh Thường Quân. Chế Hồng Đẹp 500.000, em Khang Nguyễn Minh 200.000, Chế Hồng Loan 300.000, em Tú Lê 200.000, em Mỹ Sinh 200.000, tiệm giải tài Lem 200.000, ba cháu là Minh Thế, Minh Quyền và Tiến Nhật, cháu của chị Thanh Huệ 400.000, em Thiện Quy 500.000, chị Quốc Thảo 500.000, em Minh Trân tiệm vàng 300.000, em Giang Âu đi 200.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 200.000, em Hồng Vĩnh Lê 300.000, còn Mạnh Thường Quân nữa giấu tên là 300.000, em Phương Lan Linh Tặng 200.000, em Trần Tú Nguyên 200.000, em Hoàng Tú ở Gọi Ghe 200.000, Kiếm Hai Lý ở Tổ Từ Thiện 200.000, ông bà Nguyễn Hữu Lượng và ông Nguyễn Hữu Điền ủng hộ một triệu, em Quỳnh Phương 200.000, còn Mạnh Thường Quân là Diệt Kiều Mỹ ủng hộ là 3.700.000. Tổng cộng đưa chứ đưa tiền cho cổ cận cái rồi cái là mình tắt đi á với mình chụp. Cái số tiền là 10.300.000 này hàng cũng rất mong là gia đình kịp thời để mua thuốc thang cho em ấy. Hàng xin thay mặt gia đình của em Hên gửi lời cảm ơn đến các Mạnh Thường Quân ở
Rồi rồi chị có đôi lời gì cảm ơn với Mạnh Quân. Đây mẹ ruột của chị Hên. Cảm ơn mấy cô, cảm ơn Mạnh Thường Quân trong ngoài nước, chúc số tiền nữa. Phải loại bộ về nhưng mà rất là vui khi được giúp đỡ tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã tin tưởng và gửi tiền về để cho Từ Tâm có cơ hội giúp đỡ người nghèo, bà con nghèo. Nếu như mà ai mà gặp khó khăn, bệnh tật, hãy gọi cho Từ Tâm. Số điện thoại là 0949 68 1313. Nhóm hàng thì cũng không có hứa chắc sẽ làm được cái gì lớn lao, nhưng mà nhóm hàng sẽ hứa là sẽ làm hết sức mình có thể để phục vụ giúp đỡ cho bà con nghèo ở miền quê này. Trải qua một cái đoạn đường cũng không có dài nhưng mà cũng không phải gọi là ngắn nè cả nhà. Xình công. Nếu như mà đã quyết tâm rồi thì cũng không có cái gì mà làm khó được nhóm. Tất cả vì người nghèo, nhóm hàng không có ngại khó khăn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi từng bước chân của Từ Tâm nha cả nhà mình ơi.